báo nó xuống, mày phải gọi nó là anh nghe chưa? Mày mà đéo gọi đi. Đầu mới làm gọi cho nó giết đâu ấy, tao bị keo nó thôi. Nó mới một mới mà. Quan tịt lên coi nó vô chưa Sam? Chưa. Má tao nó thiệt tao canh thằng này. 2 giờ lúc nha. Hết quan tịt luôn kìa, còn có một thằng quan tịt à. Không có đến hồi ập hết luôn. À thôi thôi. Thôi. Có muốn làm đại hacker không? Làm chi cho bị tắc kè nữa. Hoàng, ta được remote xe A nè. Giờ có viên kêu làm ở đường sông mốt mày sợ gì? Sợ gì?